chào các bác. Hôm nay em tiếp tục setup một hệ thống hybrid trong một cái tủ điện như thế này. Tủ điện này thì em sẽ làm hai con inverter đặt ở đây. Ở đây, tủ thì em tự thiết kế. Bên em thiết kế xong rồi đặt vỏ về. Xong rồi đặt inverter trong. Hai cái hệ này là cho hai con lưới P6 ký này. Một con bên này, một con đây. Với lại bốn cục pin EVE100Ah. Tổng 4 cục. Một khoang dưới em đặt hai cục này. Hai cục là 4 cục này. Tủ thì như này. Đó. Hai lớp tủ, một lớp cửa. Tủ này thì khách đặt trong nhà. Em đột lỗ bên hông ở đây. Đột hết lỗ bên hông, quạt hút gió, quạt tản nhiệt. Đó, đằng sau cũng đột hết lỗ luôn cho nó thoáng tủ. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành bắt đầu lắp đặt cái hệ thống này. Lắp đặt hệ thống này tại công ty luôn. Bây giờ lấy máy để đồ ra lắp thôi. Rồi thì sau loanh quanh thì gần 2 ngày thì anh em bên em nó cũng đã lắp xong rồi các bác ạ. Kiểu như ở đây em quay cho các bác xem hệ thống em lắp ráp xong. Đây là hai con lưới P sau hai lưới P6kW khi em lắp ráp ở trên một cái cấu hình tủ setup trong một cái cấu hình tủ chọn gói như thế này. Đó, thì nó sẽ như sau. Đó, hai máy lưới P một pha nâng công suất lên 12kW một pha này. Thì hai máy này với cái công suất chạy dự phòng khi mất điện lưới vào ban ngày ấy, thì nó sẽ chạy được 12kW dàn pin năng lượng mặt trời này cộng pin lưu trữ này. Đó thì nó sẽ chạy 12kW. Còn mất điện chạy dự phòng vào ban đêm ấy thì chúng ta sẽ chạy được 4kW. Mỗi máy sẽ gánh được tải 4kW nhé, là hai máy này chạy được 8kW. Đó. Thì với cái tổng dung lượng lưu trữ ở đây thì máy sẽ cho chúng ta lưu trữ được đến 20kW pin lưu trữ, tức là 20kW số điện đấy các bác ạ. Đó. Với cấu hình như này mình lắp mắc cái dàn PV đầu vào của nó được 8kW dàn PV đầu vào. Đó. Thì chúng ta sẽ một ngày chúng ta sẽ 8kW đầu vào PV một máy này, hai máy này sẽ được 16kW dàn PV đầu vào. Đó, thì với như vậy một ngày chúng ta sẽ loanh quanh thu lại được khoảng nếu mà mình chạy tải cao ban ngày và sáng lưu trữ nữa, chúng ta sẽ chạy sẽ thu được loanh quanh 80-90 số điện, 60-80 số điện là 60-80 số điện là chắc chắn luôn. Đó. 16kW điện thì một ngày nhân cho khoảng 5 giờ nắng đi. Đấy. Thì em tính cho là loanh quanh khoảng 80kW điện mỗi máy nếu mà chạy full tải cao vào ban ngày. Bên hông đây, bên hông thì em đột lỗ hết đây. Thì cái tủ điện này thì nó đặt ở vị trí đặt là ở trong nhà. Và trong nhà thì trong cái phòng đó là cũng phòng điều hòa. Phòng điều hòa nên là em thiết kế như này là cũng không có nóng lắm. Tại vì mình đặt trong phòng điều hòa này, có quạt hút gió bên hông này. Quạt hút khá là mạnh, thổi vào luôn. Đó, đột đằng trước đằng sau này, đằng sau cũng đột hết lỗ rồi. Đó thì đây là bách pin EVE đây. Chỗ đường đi qua hơi bụi. Đó, thì đầu nối này em sẽ chia thành hai phần DC riêng biệt. DC máy inverter 1 này, DC máy inverter 2 này. Đó. Thì phần DC ở đây thì nó bao gồm là phần battery của máy 1 này. Em đã đầu nối sẵn rồi. Đó. Thì battery 2 pack này nó sẽ lên một con máy này. Đó, qua CB DC dàn pin đầu vào này, chúng ta kéo dàn pin đầu vào chúng ta đấu nối vào đây. Mỗi máy ra đầu vào 8 ký pin thì chúng ta sẽ đấu 4kW một chuỗi vào đây. Nối tiếp lại với nhau vào đây, cực dương vào đây, cực âm vào đây. Đó. Chỗ thứ hai cũng vậy. Và bên đây phía DC nó cũng tương tự như thế vậy luôn. Còn về cái phần chỗ này thì khách hàng về thì khách hàng chỉ việc kết nối điện lưới vào này. Điện lưới pha L lửa với nguội này. Đó. Còn cổng lót ra thì chúng ta sẽ đấu về ở dưới đây. Lót được dưới ATS được dưới đây. Ở dưới đây này. Đó. Cái này về em sẽ hướng dẫn chi tiết khách hàng của em. Đây là đầu tiếp địa này. Đó. Việc chính của chúng ta là về sắp xếp lại và anh em về các anh về và kết nối điện lưới vào này, kết nối PV đầu vào này. Đó. Và kết nối đầu lót ra tải sử dụng là được. Ở đây là có một cái delay điều khiển bốn cái quạt thông gió để nó quạt theo cái nhiệt độ. Thì nhiệt độ là trên 30 độ C. Một chút em sẽ cài cao hơn một chút, trên 30 độ C một chút là quạt nó sẽ quay.
quay rất là lớn luôn này. Chúng ta bên trong thì cũng khá là thoáng, bên trong rộng lắm mà thoáng lắm đó. Ở trong phòng điều hòa thì cũng ok, không vấn đề gì. Công suất chạy 2 lít kết hợp với lưới, chúng ta sẽ chạy max cho tải mọi người nhé. Đó, thì chúng ta chạy tải cao không vấn đề gì. Như hiện tại thì em đang cho sạc điện lưới vào, sạc điện lưới vào trong 4 bếp pin cho nó đầy. Đó, em đang cho cài sạc là 2108W này. Các thông số đều có trên đây. Thông số máy là 6058 này. Thông số máy 6058 PV01 PV2 không kết nối này. Máy 6607 cũng vậy này. Dung lượng 90% điện áp 54.5V này. P chạc này, chạc 1 ký này, 945 này. Đó, máy 2 sạc 945 này. Máy 6058 là máy chính này. Còn máy 6067 là máy phụ này. Đó. Hiện tại nó đang sạc vào tổng là 1 ký 9. Đó, chúng ta đều theo dõi hết ở trên đây, trên app điện thoại. Và bây giờ em sẽ test cái chức năng mất lưới. Cái chức năng mất lưới nhé. Thì ở ngoài đây em có thiết kế hai cái nguồn, hai cái đèn báo, đèn của EVN này và đèn UBS nguồn dự phòng này. Đó. Em sẽ đóng lại một chút. Thì với những cái tủ như này thì chúng ta thiết kế trước thì nó rất là tiện. Anh em ở công trình làm ấy thì các anh cứ việc lắp dàn pin lên. Dàn lắp dàn pin lên xong rồi cẩu tủ ra đến nơi là kết nối PV vào, lót ra tải là xong. Đó, tủ khi bên em hoàn thiện này. Có khóa tủ nhé mọi người, có cái khóa lại, không ai đụng chạm được đến cả. Đó. Cái Mika này thì thầy vệ sẽ lo nó chút, để ngoài nó hơi rơi. Rồi, em thấy cách chức năng mất lưới nhé mọi người. Khi mất lưới nó sẽ chuyển sang nguồn, nó sẽ chạy nguồn UBS dự phòng này. Đó, nó đang chạy nguồn dự phòng, ATS chuyển sang nguồn B để nguồn dự phòng để cấp tải. Nguồn A hiện tại đang mất lưới rồi. Em chỉ một cái đèn ra ngoài cho nó dễ. Battery đang báo up này. Đó. Đang báo mất lưới. Đang báo no AC mất lưới này. Battery grid up này, tức là nó đang lấy battery cấp tải, grid thì đang bị mất điện lưới. Rồi bây giờ em sẽ bật nguồn lại. Nó sẽ tự động chạy sang nguồn A, nguồn EVN và hòa lưới bù tải. Rồi ok, thì cái hệ thống đây là cái hệ thống 2 vít 12kW của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khách hàng luôn luôn theo dõi và tin tưởng ủng hộ công ty Minh Năng Solar. Khách hàng có nhu cầu liên hệ đặt hàng và tư vấn thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0888999084 hoặc 0976787608 để bên em được tư vấn rõ hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người.